Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky nói rằng quân đội Nga đã đưa Kurakov và Selidovo vào thế gọng kìm. Có sự di chuyển của quân đội từ phía Nam và về phía Tây, phía Bắc của Uleda. Bằng cách này, một số gọng kìm đã đang được tạo ra. Kẻ thù đã rút khỏi Kurakov bởi vì xung quanh Selidovo có những gọng kìm, ông Kimakovsky cho biết. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng Uleda vào ngày 3 tháng 10. Chiến thuật tương tự cũng được áp dụng ở đây. Sau 31 tháng giành giật với lực lượng Ukraine, lực lượng Nga đã siết dần gọng kìm bao vây thành phố. Lực lượng Ukraine được cho là chịu thương vong lớn sau thời gian dài phòng thủ ở đây và không được lệnh rút lui kể cả khi họ đã kiệt quệ về nhân lực và trang thiết bị vũ khí. Bên cạnh đó, Nga tiếp tục tấn công các nhà máy điện trên khắp Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết mất điện đã xảy ra ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkiv trong 24 giờ qua do chiến sự và bắn phá. Một đường dây điện trên không ở tỉnh Dnipropetrovsk không hoạt động vì lý do công nghệ dẫn đến mất điện tại các trạm biến áp và người tiêu dùng hộ gia đình. Nguồn điện sau đó đã được khôi phục. Trong 24 giờ qua, các kỹ sư điện lực đã khôi phục điện cho 2.564 người tiêu dùng bị ngắt kết nối với lưới điện do xung đột và gián đoạn công nghệ. Tính đến sáng ngày 9 tháng 10, 546 khu định cư vẫn bị mất điện một phần hoặc hoàn toàn do xung đột và gián đoạn kỹ thuật. Trong khi đó, theo tờ New York Times, quân đội Nga hiện đã tiến vào ngoại ô Torez, một thành phố chiến lược nằm trên đồi cao, trong khi cùng lúc tấn công dồn dập ở những nơi ở trong khu vực Donetsk. Một tuần sau khi chiếm được Uleda, một thị trấn neo giữ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông nam đất nước, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công, tiến vào hoặc bao vây một số thị trấn trong nỗ lực phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine. Theo bản đồ chiến trường do các nhóm độc lập phân tích cảnh quay chiến đấu lập được, quân đội Nga hiện đã tiến vào ngoại ô Torezsk, một thành phố cách Uleda khoảng 80 km về phía bắc và đang tiến về trung tâm thành phố. Nữ phát ngôn viên của quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova cho biết rằng Nga đã tiến vào thành phố, lưu ý rằng giao tranh đang diễn ra ở mọi lối vào nơi này. Bản đồ chiến trường cho thấy quân đội Nga cũng đã có những bước tiến nhỏ dọc theo tuyến đầu quanh co, gồ ghề kéo dài từ Torez đến Uleda ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, tiến gần đến một số thị trấn và thành phố chiến lược. Cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực phản ánh mục tiêu lâu dài của Moscow là chiếm toàn bộ vùng Donetsk, nơi mà họ đã kiểm soát một phần. Rõ ràng đây là mục tiêu mà người Nga đang nhắm tới. Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Vienna cho biết, vì thế, đây là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Ukraine không còn có kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai để chấm dứt thù địch với Nga. Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc họp đã được lên kế hoạch vào tháng 11. Tổng thống Zelensky đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình được đặt tên đầy tham vọng vào tháng 6 tại Thụy Sĩ, nơi ông tìm kiếm sự ủng hộ cho công thức hòa bình của mình. Một danh sách mong muốn gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ vì cho là ảo tưởng. Nga không được mời tham dự sự kiện này và nhiều người coi đó là một thất bại. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, bà Daria Zarina nói với truyền thông hôm ngày 8 tháng 10, hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai sẽ không diễn ra vào tháng 11. Theo bà Razina, công việc chuẩn bị cho một cuộc họp như vậy đang được tiếp tục với các hội nghị chuyên đề dành riêng cho từng điểm để mọi thứ sẵn sàng cho một hội nghị cuối cùng. Bà cho biết hội nghị chuyên đề cuối cùng giải quyết các vấn đề nhân đạo sẽ diễn ra ở Canada vào cuối tháng 10. Trong khi đó, trong bài phát biểu tối ngày 8 tháng 10, ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn tiếp tục gây sức ép với Nga trên mặt trận Kursk. Hôm nay, cũng có một báo cáo dài và riêng của Tổng Tư lệnh về các hoạt động trên tiền tuyến của chúng ta, về tất cả các hoạt động phòng thủ cũng như về chiến dịch Kursk. Cuộc chiến ở vùng Kursk hiện đã bước sang tháng thứ ba và chúng tôi đang duy trì áp lực cần thiết đối với Nga trong lĩnh vực này. Ông nói, trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước, ông Zelensky cho biết ông đã trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù chi tiết chính xác chưa được công bố, nhưng 5 điểm bị dò dỉ với giới truyền thông là phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine vào NATO và EU, đồng thời cho phép tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.
Moscow đã mô tả điểm cuối cùng là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột. Điều này đòi hỏi phải có phản ứng thích đáng. Kể từ đó, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình cho phù hợp. Hôm thứ Ba, Nhà Trắng thông báo rằng ông Biden sẽ không gặp ông Zelensky ở Đức như dự kiến trước đó vì ông đã hủy tất cả các kế hoạch công du của mình do bão Milton ảnh hưởng đến Florida. Theo truyền thông Ukraine, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng vào cuối tuần này. Moscow đã loại trừ việc tham gia vào các hội nghị của ông Zelensky, bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về công thức hòa bình của Ukraine mà Nga cho là vô ích và vô nghĩa. Tổng thống Nga Putin đã đưa ra một loạt điều khoản cho lệnh ngừng bắn với Ukraine vào tháng 6, trong đó bao gồm phi đồng tính hóa và từ chối có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với tư cách thành viên NATO. Ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thúc giục Tổng thống Zelensky xây dựng một kế hoạch trong trường hợp ông bị giết hoặc bị bắt, theo đoạn trích từ cuốn sách War của nhà báo Mỹ, biên tập viên tờ The Washington Post Bob Woodward. Các đoạn trích được The Washington Post công bố vào hôm 8 tháng 10 cho biết, Woodward viết trong sách rằng, trong hội nghị an ninh Munich, bà Harris được cho là đã khuyến khích ông Zelensky hành động để ứng phó với mối đe dọa đang hiện hữu từ Nga. Cuốn sách trích lời bà Harris nói rằng, một trong những hành động này bao gồm việc lập kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo sự ổn định nếu ông bị bắt hoặc bị giết. Hồi tháng 7, tờ The Times đã đăng một bài báo tuyên bố rằng bà Harris đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về lệnh trừng phạt phủ đầu với Nga chỉ vài ngày trước khi cuộc xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9, bà Harris đã chỉ trích các đề xuất của ông Donald Trump liên quan đến Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng phù hợp với các đề xuất của ông Putin. Trong sách, Woodward cũng nói về những mối liên hệ cá nhân được cho là của chính trị gia Mỹ với Tổng thống Nga Putin. Bên cạnh một số điều khác, Woodward cáo buộc rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là Donald Trump đã gửi thiết bị xét nghiệm virus corona cho ông Putin để ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng những tình tiết được mô tả trong cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật và gọi tác giả là một kẻ điên rồ thực sự. Lên tiếng về cáo buộc của Woodward, bà Harris phát biểu với báo chí hôm 8 tháng 10. Đây là ví dụ rõ ràng gần đây nhất về việc Trump là người như thế nào khi bí mật gửi các bộ xét nghiệm COVID để cá nhân ông Putin sử dụng đến Nga, đối thủ của Mỹ, trong khi chính ông ấy lại nói rằng người Mỹ nên tiêm thuốc tẩy. Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern. Khi chỉ trích ông Trump với cáo buộc có liên hệ với ông Putin, bà Harris đã gọi Tổng thống Nga là kẻ độc tài, sát nhân. Điện Kremlin trước đó tỏ ý tiếc rằng Nga và cá nhân Tổng thống Nga lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chính trị ở Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky từ lâu đã bày tỏ mong muốn được Mỹ mời gia nhập NATO, tin rằng điều đó sẽ tạo đòn bẩy trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa đồng ý, đòi hỏi Ukraine phải củng cố năng lực phòng thủ và các thể chế nội bộ. Những chủ đề này dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo thế giới khác vào cuối tuần này tại Đức. Xuất hiện trên chương trình 60 phút của CBS News, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được hỏi rằng liệu bà có ủng hộ nỗ lực mở rộng NATO để bao gồm Ukraine hay không? Bà trả lời, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này khi đến lúc. Ngay bây giờ, chúng tôi vẫn đang ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine trước các hoạt động của Nga.